Tuyết Dân và Lê Nguyên kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 4 tháng 12 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiếp tục kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, các đại biểu thảo luận tổ đối với các báo cáo trình kỳ họp. Cử tri Tây Ninh đặt niềm tin vào Hội đồng nhân dân. Bộ Quốc phòng trao quyết định tổ chức lại hai đồn biên phòng Chàng Riệt và Phước Tân thành đồn biên phòng cửa khẩu. Hòa Thành ra quân chương trình khăn hồng tình nguyện. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 12, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục diễn ra. Các đại biểu được chia làm 4 tổ để thảo luận đối với các báo cáo trình kỳ họp vào sáng ngày 4 tháng 12. Tham dự tại tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành có ông Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Bà Trần Thị Thu Hướng, cử tri thành phố Tây Ninh nhìn nhận, thời gian gần đây, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên rất nhiều, đường xá đi lại thuận lợi. Tuy nhiên, nhân dân vẫn còn nhiều tâm tư, nguyện vọng. Giấy điền đã xài rồi, không có xài tới nữa, cắt rồi. Nhưng mà vẫn đang chưa có dọn dẹp sạch sẽ, nó thông xuống. Rồi có một cái đề nghị nữa, tức là cái chính sách hỗ trợ cho các cái cháu mà nó bị bệnh đau, nó bị thiếu nắng trị tề, tức là các cháu không được điều kiện đến trường và không đủ điều kiện để đến trường mà học tập, thì tỉnh nhà mình có những cái biện pháp nào, có nghĩa là như mở cái lớp học tình thương hoặc là mang bằng một cách nào đó đưa các cháu vô trường để vô lớp học. Thứ nhất là để cho cha mẹ cũng đỡ vất vả, thứ hai là cùng giáo dục các cháu. Nên chúng tôi cũng chỉ mong muốn là chúng ta giải quyết cái nào và đã hứa với dân cái gì thì chúng ta cần làm cho chú đạo, cho dứt khoát để người dân tin tưởng. Các cái tuyến đường trong cái hệ thống bàn cờ ở trên các cái địa bàn của phường 4, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh, thì về phía góc độ của tổ đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh trong cái đợt tiếp xúc cử tri thì cũng có đề xuất một số giải pháp và cũng có trao đổi với thành phố trong cái việc rà soát lại. Thứ nhất là về phía góc độ cơ quan quản lý nhà nước á, thì chỗ tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị chỗ Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành rà soát lại hết tất cả các cái tuyến đường trên địa bàn của thành phố, những nơi mà nó có nguy cơ và tiềm ẩn về cái mất an toàn giao thông, để từ đó chúng ta đề ra cái giải pháp trong cái việc chúng ta hạn chế các cái vấn đề về tai nạn giao thông, chẳng hạn như có thể là chúng ta sơn gờ giảm tốc hoặc là chúng ta gắn đèn tín hiệu nếu những nơi nào mà nó đủ điều kiện thì chúng ta thực hiện. Cái giải pháp thứ hai nữa là tăng cường trong cái tuyên truyền về cái ý thức chấp hành giao thông của người dân. Giải đáp về các kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, đây vẫn là nỗi bức xúc của toàn xã hội. Cái tình trạng mà xe taxi phóng nhanh vượt ẩu để giành khách thì thật sự thì còn diễn ra thường xuyên. Đi trên đường thì ít nhiều thì chúng ta cũng thấy. Thì về mặt ngành thì chúng tôi cũng thường xuyên quán triệt và có các công ty taxi rồi các đơn vị vận tải nói chung là có sinh hoạt thường xuyên hàng năm và đều có cam kết hết. Nó thì nếu mà phát hiện vi phạm hoặc là có phản ánh thì chúng tôi trích xuất cái dữ liệu giám sát hành trình và thông báo về công ty và đều có cái xử phạt hết. Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng thanh thiếu niên nghiện ma túy ngày càng trẻ quá, dẫn theo đó là các tệ nạn khác. Trong năm 2019 thì chúng tôi cũng đã mở một đợt cao điểm, chúng tôi quét dép rất là quyết liệt. Thì đến giờ các đồng chí như bà con cử tri thấy rằng các cái trụ điện đó là không còn những cái khẩu hiệu là tín dụng đen nữa. Nói chung hết cũng không phải là sạch, cũng còn một vài cái tổ chức cũng lén lút hoạt động, mà chúng tôi cũng đang tiếp tục để làm sao cho nó triệt để quyết liệt,
Chúng tôi giờ tiếp tục kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng công an chức năng của mình nó sẽ tiếp tục vào để cho cái loại hình này nó không còn hoạt động ở trên cái địa bàn của tỉnh nữa. Thì đối với trẻ khuyết tật khi tham gia học trong đến tuổi học trong nhà trường thì được miễn toàn bộ học phí và được hỗ trợ một phần cái chi phí về các cái học tập ở trong nhà trường. Thì báo với đại biểu là ở tỉnh chúng ta là có một cái trường khuyết tật. Trường khuyết tật đó thì hiện tại là do Sở Giáo dục quản lý, thì hiện có là 145 em đang học ở trong nhà trường, ở từng cái coi như là học từ cái độ tuổi mầm non cho đến tiểu học. Tiểu học đối với trẻ khuyết tật là các em có khi là đến 16, 17 tuổi cũng vẫn còn học ở tiểu học. Sáng ngày 5 tháng 12, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tiếp tục diễn ra với phần trình bày tờ trình dự thảo quyết định nghị quyết và báo cáo thẩm tra và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý khán giả trong các chương trình thời sự sau của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, với việc xem xét thông qua hàng loạt tờ trình quan trọng liên quan đến xây dựng phát triển kinh tế xã hội, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh thu hút sự quan tâm của cử tri các huyện, thành phố Tây Ninh. Cử tri đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019, kinh tế tăng trưởng với tốc độ tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,4%, đã đáp ứng mục tiêu tăng tốc để góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 9.400 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với dự toán. Cả 9 huyện thành phố đều đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước. Người dân phấn khởi với những thay đổi vượt bậc của vùng nông thôn, nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa có giá trị cao. Thì tôi thấy có cái điều tâm đắc đó là cái đại biểu Hội đồng Nhân dân đã phát huy được cái vai trò giám sát nhà nước trong việc thực hiện các cái chương trình kinh tế xã hội. Cái vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân là thực hiện tốt cái việc mà tiếp xúc cử tri, làm tốt cái vai trò của mình, đặc biệt là lắng nghe rồi giải quyết những cái tâm tư nguyện vọng, những yêu cầu của cử tri, đặc biệt là cái cử tri của các cái thị trấn, những vùng sâu vùng xa thì phải nói là giải quyết được rất là tốt. Trong số hàng loạt tờ trình, người dân huyện Châu Thành phấn khởi với nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải giai đoạn 1 trên địa bàn thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Đây là một dự án được người dân thị trấn Châu Thành mong đợi nhiều năm qua. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cho rằng, những năm qua, thị trấn Châu Thành có sự phát triển, cư dân tập trung nhiều. Nhu cầu cần có một hệ thống thu gom xử lý nước thải, nhưng huyện Châu Thành là địa phương còn nhận trợ cấp ngân sách của tỉnh. Mức đầu tư cho công trình quá tầm của huyện, nên kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án là niềm vui cho người dân huyện Châu Thành. Tôi cũng như là toàn thể người dân trong thị trấn Châu Thành rất phấn khởi là được là đảng và nhà nước là quan tâm đến vấn đề môi trường, tại vì nó là một khu dân cư, rồi dân cư tập trung thì vấn đề mà môi trường thì nó cũng cần là rất cần cho người dân và đặc biệt là xử lý nước thải. Thì nghe thông tin là Ủy ban Nhân dân tỉnh làm cái tờ trình xây dựng trình cho Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng cái nhà máy xử lý nước thải thì chúng tôi rất phấn khởi. Thì nghe được cái thông tin này thì mong là sau khi làm cái tờ trình xong thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ phê duyệt và xây dựng để giúp cho bà con. Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành giai đoạn 1, hệ thống xử lý nước thải sẽ có công suất 2.700 m khối trên ngày đêm. Giai đoạn 1 đầu tư các hạng mục xây dựng gần 10.000 m tuyến ống thu gom nước thải, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 51 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện trong 2 năm, năm 2020 đến năm 2022. Thưa quý vị, trong 2 ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2019, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại hai đồn biên phòng Tràng Riệt và Phước Tân thành đồn biên phòng cửa khẩu Tràng Riệt và đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân. Đại diện lãnh đạo các sở ngành, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam Campuchia trên khu vực biên giới tiếp giáp đến dự và chúc mừng. Xuất phát từ nhu cầu tất yếu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực,
Trước đó, vào năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có quyết định nâng cấp cửa khẩu phụ Chàng Riệt lên thành cửa khẩu chính. Đến cuối năm 2018, tiếp tục cho khai trương cửa khẩu Phước Tân thành cửa khẩu chính. Việc tổ chức lại hai đồn biên phòng Chàng Riệt và Phước Tân thành hai đồn biên phòng cửa khẩu là sự cần thiết và tất yếu, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Thưa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, thay mặt Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã trao hai quyết định tổ chức lại đồn biên phòng thành đồn biên phòng cửa khẩu và hai quyết định tổ chức lại đảng bộ đồn biên phòng thành đảng bộ đồn biên phòng cửa khẩu cho hai đơn vị Chàng Riệt và Phước Tân. Giao nhiệm vụ cho hai đơn vị sau khi được tổ chức lại, Đại tá Lê Hồng Dương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh yêu cầu tập thể cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ của hai đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng đảng bộ đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên khu vực cửa khẩu phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo vừa chặt chẽ về mặt nghiệp vụ, vừa thông thoáng về thủ tục đối với các hoạt động xuất nhập cảnh, đảm bảo biên giới luôn hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 12, Công an Tây Ninh tổ chức hội nghị giao ban cảnh sát giao thông tháng 11 năm 2019. Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Trong tháng qua, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đạt hiệu quả trên các mặt công tác. Bên cạnh công tác tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông còn giải tán 97 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, bắt 3 vụ với gần 7.400 gói thuốc lá, 200 thùng nước ngọt, 84 chai rượu ngoại nhập lậu, một đối tượng trộm cắp xe mô tô, 2 điện thoại di động. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trong tháng tới sẽ là dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, vì vậy lưu lượng giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ đông hơn. Các đơn vị cần tập trung thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch, đồng thời cần làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế dựng rạp, các đám tiệc lấn chiếm lòng lề đường, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chuyển hướng không theo quy định, ra soát xử lý các đối tượng tụ tập chạy xe biểu diễn gây mất trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra. Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có chuyển biến nhưng chưa mạnh. Phần lớn người nông dân tự chuyển đổi cây trồng một cách tự phát. Việc tiếp cận các chương trình chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn còn nhiều khó khăn. Đây là nhận định của Hội đồng Nhân dân tỉnh qua thẩm tra tình hình thực hiện kinh tế xã hội năm 2019, trong đó có tình hình sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc triển khai và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển biến chưa rõ nét, chưa có sự đột phá. Các chương trình đề án của ngành nông nghiệp triển khai còn chậm, chưa có nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc triển khai quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ còn chậm. Việc công bố về quy hoạch còn hạn chế, người dân thiếu thông tin, liên kết chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa nhiều. Kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất còn hạn chế, hiệu quả và giá trị sản xuất chưa cao. Một vấn đề khác đáng quan tâm là tình trạng nuôi chim yến trong khu dân cư xảy ra khá phổ biến, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhưng chưa có quy hoạch và quản lý chặt chẽ. Công tác quản lý kiểm soát bệnh khảm lá trên khoai mì và dịch tả heo châu Phi tuy đã được ngăn chặn kịp thời nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại. Thời gian tới, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh. Các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tập trung xây dựng và triển khai quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đẩy mạnh liên doanh liên kết trong sản xuất từ cung ứng các dịch vụ đầu vào đến thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm cũng như hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ngày 3 tháng 12, ông Phạm Trung Chánh, Phó Bí thư Thành ủy Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đến dự và trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Thanh Lâm, sinh năm 1949, nguyên trưởng ban tôn giáo dân tộc tỉnh Tây Ninh, hiện sinh hoạt đảng tại chi bộ khu phố Hiệp Thạnh, đảng bộ phường Hiệp Ninh. Đảng viên Nguyễn Thanh Lâm, quê quán xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, ông tham gia cách mạng từ năm 1973, công tác tại các đơn vị như Ban An ninh R, Phòng Bảo vệ Chính trị Công an Tây Ninh, Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Tây Ninh. Trong suốt quá trình hoạt động, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại buổi lễ, ông Phạm Trung Chánh, Phó Bí thư Thành ủy Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chúc mừng đảng viên Nguyễn Thanh Lâm nhận quy hiệu Đảng, đồng thời ghi nhận những cống hiến của đảng viên trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 12 năm 2019 tại hội trường huyện, Công an huyện Gò Dầu đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh triển khai đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an huyện. Đến dự có Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo huyện Gò Dầu. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an huyện Gò Dầu mới thành lập gồm có 8 đồng chí do Trung tá Đỗ Văn Bao làm đội trưởng. Đội có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện Gò Dầu. Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an huyện Gò Dầu phải tích cực tham mưu đề xuất Công an huyện những giải pháp, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, góp phần phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn huyện. Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019, vừa qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Tây Ninh và Bệnh viện Quân dân y miền Đông Quân khu 7 tổ chức hành trình Quân đội chung tay vì người nghèo năm 2019. Tại ba xã Thành Long, biên giới Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Viettel chi nhánh Tây Ninh và Bệnh viện Quân dân y miền Đông Quân khu 7 tổ chức phục vụ chương trình nghệ thuật, trao 90 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công và tư vấn khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 900 hộ gia đình với tổng số tiền gần 300 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí Quỹ vì người nghèo của Bộ Quốc phòng và Viettel Tây Ninh tài trợ. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chi kinh phí gần 3 tỷ đồng xây tặng 5 căn nhà tình nghĩa quân dân, khởi công xây dựng 2 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Hành trình quân đội chung tay vì người nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ được kéo dài đến hết ngày 22 tháng 12 năm 2019. Chiều ngày 3 tháng 12, Hội đồng đội huyện Trảng Bàng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi vẽ tranh với chủ đề Trường Sa Hoàng Sa trong trái tim em. Hội thi đã thu hút sự tham gia của 22 em học sinh có năng khiếu và đam mê hội họa đến từ liên đội các trường tiểu học, trung học cơ sở trong huyện. Qua những bức tranh, các em đã thể hiện sự tôn vinh hình ảnh cao đẹp của các chú chiến sĩ hải quân đang ngày đêm giững tay súng bảo vệ quần đảo Trường Sa Hoàng Sa thân yêu của Tổ quốc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 12 giải thưởng cho các đơn vị đạt kết quả cao, trong đó liên đội trường trung học cơ sở Phước Lưu đạt giải nhất khối trung học cơ sở, liên đội trường tiểu học Thành Phú Khương, xã An Tịnh đạt giải nhất khối tiểu học. Sáng ngày 4 tháng 12 tại Vincom Plaza Tây Ninh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo thành phố, Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2020. Trong buổi sáng có hơn 220 cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, giáo viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân thành phố đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thực hiện nghĩa cử cao đẹp cứu người. Kết quả đã tiếp nhận được 192 đơn vị máu. Trong đợt hiến máu này có các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện ở thành phố như ông Nguyễn Văn Thấm ở trường Mầm non Hiệp Ninh, ông Lê Minh Vương, phường Minh Thạnh, ông Võ Minh Giám, xã Tân Bình, ông Nguyễn Văn Ân, xã Bình Minh cùng nhiều cán bộ công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên đã nhiều lần tình nguyện tham gia hiến máu, góp phần tích cực trong công tác từ thiện nhân đạo ở địa phương. Được biết năm 2019, thành phố đã vận động tổng cộng 1.800 đơn vị máu, đạt 105,4% chỉ tiêu tỉnh giao. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 12, Hội đồng đội huyện Hòa Thành đã tổ chức ra quân chương trình khăn hồng tình nguyện đợt 1 năm học 2019-2020 với gần 300 học sinh của trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tham gia đợt ra quân. Chương trình bao gồm các hoạt động sinh hoạt vui chơi bổ ích cho các em thiếu nhi như tập làm cầu thủ, bịt mắt đập chai, thảy dòng nhận thưởng, vượt trận địa phá mìn. Bên cạnh đó, các anh chị tổng phụ trách đội hướng dẫn cho các em phòng tránh tai nạn thương tích, bệnh tật thông thường, phòng chống dịch bệnh và kỹ năng rửa tay đúng cách để giữ vệ sinh cho bản thân. Dịp này, Hội đồng đội huyện Hòa Thành trao tặng 15 phần quà, gồm một cái cặp và 10 quyển tập trắng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, tổng chi phí tổ chức đợt ra quân tặng quà và trao học bổng đợt này là 10 triệu đồng. Sau đây là thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Bản tin trật tự an toàn giao thông ngày 4 tháng 12 năm 2019, tình hình tai nạn giao thông không xảy ra,
công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã thực hiện 202 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản 169 trường hợp vi phạm, trong đó có 130 mô tô, 39 ô tô, nhắc nhở 48 trường hợp, tạm giữ 67 xe mô tô, 3 ô tô, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 166 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 31 trường hợp và cảnh cáo 8 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm liên quan đến nồng độ cồn 33 trường hợp, giao xe 9 trường hợp, chưa đủ tuổi 14 trường hợp, lỗi đi ngược chiều 10 trường hợp, quá tốc độ 13 trường hợp. Tình hình tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra. Cảnh sát giao thông đường thủy đã thực hiện 6 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản vi phạm 1 trường hợp. Nội dung tuyên truyền theo quy định tại Điều 15 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 về chuyển hướng xe. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ. Nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo quay đầu xe. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại các chương trình thời sự của đài chúng tôi tại địa chỉ website tayninhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính chào tạm biệt.